Theo giới thiệu của Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, trưởng công an huyện Đạ Huai, Lâm Đồng, nay là trưởng phòng tổ chức công an tỉnh, chúng tôi xuống nhà tạm giữ tìm thiếu tá Lê Minh Tiến, điều tra viên trung cấp, công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường. Thời điểm này, thiếu tá Tiến đang hỏi cung một nghi can trong vụ án trộm cắp tài sản mà công an huyện vừa triệt phá, bắt giữ. Thiếu tá Tiến hỏi thăm về cha mẹ, anh chị em, bạn bè và quê hương của nghi can. Nhìn ánh mắt lờ đờ của nghi can, thiếu tá Tiến mở nắp một chai nước lọc trên bàn, rót 1/3 vào ly và uống gần cạn, rồi sau đó rót đầy ly cho nghi can. Anh cho biết phải thử nước trước rồi mới rót cho nghi can để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nghi can. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát chuyên ngành Cảnh sát Hình sự, năm 2006, thiếu tá Lê Minh Tiến được phân công về đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đạ Huai và công tác từ đó đến nay. Quá trình trưởng thành từ trinh sát hình sự đến điều tra viên, Tiến chọn giáo dục, cảm hóa, khơi gợi phần người trong bản thân các nghi can. Tiến cho biết, dù đã vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng phạt thích đáng, nhưng trên hết, phía sau bản án, họ cần được phục thiện để quay về nẻo thiện. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, trưởng công an huyện Đạ Huai, thiếu tá Tiến là một trong những cán bộ có năng lực và vô cùng trách nhiệm. Anh luôn đặt việc cảm hóa đối tượng lên hàng đầu trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều này khiến cơ quan cảnh sát điều tra luôn an tâm khi giao những vụ án khó, phức tạp và vụ án có các nghi can cứng đầu cho anh thụ lý.